Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình Thể sự trưa thứ hai ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình xe La. Trong chương trình Thể sự trưa này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ hưu trí cao cấp khu vực miền Trung. Các hoạt động thăm chúc Tết tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nhâm dần. Sau đây là nội dung chương trình. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, chiều ngày 16 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường dự buổi gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí cao cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Nguyễn Đức Hải cùng đại diện lãnh đạo một số địa phương khu vực miền Trung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được dự buổi gặp mặt, gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo đảng, nhà nước đến các cán bộ hưu trí cao cấp khu vực miền Trung. Thông tin những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước thời gian qua, chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành gây thiệt hại lớn cho cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua khó khăn, dịch bệnh từng bước được kiểm soát. Cả nước đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đi bầu rất cao, qua đó cho thấy niềm tin, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng nhấn mạnh đối ngoại là một điểm sáng trong thành tiệu chung của cả nước năm vừa qua. Chủ tịch nước cho biết đã có nhiều đoàn cấp cao của Đảng, nhà nước thực hiện các chuyến thăm, làm việc với nhiều quốc gia, định chế quốc tế lớn trên thế giới. Qua đó, vận động kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam, tăng cường cung cấp vaccine, thiết bị vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được duy trì và triển khai quyết liệt từ trung ương đến cơ sở, với hàng trăm vụ án được đưa ra xét xử ở các cấp. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước chúc sức khỏe và mong muốn các cán bộ hưu trí cấp cao tại khu vực miền Trung phát huy tinh thần bản lĩnh cách mạng, kinh nghiệm và trí tuệ, tiếp tục nêu gương, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Ngày 16 tháng 1, đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Cai, đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương và cán bộ nhân dân các xã Mường Sai, Mường Cai, Trường Khương của huyện Sông Mã. Chỉ huy các đơn vị và lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự vùng biên giới, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ, chủ động nắm chắc tình hình nội ngoại biên, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và sẵn sàng ứng phó với những tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới. Đồng chí Tráng Thị Xuân chúc mừng và ghi nhận những kết quả của các đồn biên phòng và chính quyền địa phương đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị các đồn biên phòng chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh biên giới, kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 chăm lo tổ chức các hoạt động đón Tết cho nhân dân khu vực biên giới, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các trạm chốt kiểm soát biên giới thuộc địa phận quản lý của đồn biên phòng cửa khẩu Trình Khương và đồn biên phòng Mường Cai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ của các đồn luôn dồi dào sức khỏe, đón xuân mới trong khí thế vui tươi, luôn vững vàng tin tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Nhân dịp này, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà Tết và chuyển trao quà của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho cán bộ chiến sĩ của hai đồn biên phòng cùng các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Trình Khương, Mường Hung, Mường Sai, Mường Cai của huyện Sông Mã. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, ngày 15 tháng 1, đoàn công tác của huyện Bắc Yên đã đến thăm chúc Tết tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trường Tương, huyện Yên Châu. Tại đồn biên phòng Triền Tương, chỉ huy đơn vị đã thông báo một số kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2021. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng đồn biên phòng Triền Tương luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, thường xuyên bám nắm địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của chính quyền và các ngành chức năng về phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, lực lượng tại các chốt phải thường trực 24 trên 24 giờ tuần tra kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Nhân dịp này, đoàn công tác huyện Bắc Yên đã trao tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trình Tương, huyện Yên Châu. Tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sô cục, đồn biên phòng Mường Lạn vừa phối hợp với ủy ban nhân dân xã Mường Lạn cùng một số đoàn thể tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản với nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa vui tươi sôi nổi như thi dạ bánh dày, thi ném bao với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng và bà con dân tộc Mông của bản Pu Hao. Ngoài ra còn có các hoạt động thăm khám tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, cắt tóc miễn phí, phiên chợ Tết không đồng với các nhu yếu phẩm quần áo để người dân lựa chọn chuẩn bị cho dịp Tết. Nhân dịp này, đồn biên phòng Mường Lạn đã tặng 43 suất quà Tết cho các hộ nghèo của bản, trao học bổng chương trình nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng. Tổ chức bàn giao nền nhà cho một hội viên phụ nữ trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản được các đơn vị phối hợp tổ chức hàng năm nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ nghèo đón Tết nguyên đán no ấm đủ đầy. Sáng nay, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và các ban hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc hoàn trả nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Theo đó, hoàn trả 17 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ theo công văn số 1643 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính cho nguồn kinh phí cải cách tiền lương ngân sách tỉnh năm 2021 đã tạm ứng chi tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 theo quyết định số 147 Ngày 22 tháng 6 năm 2021, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đại biểu nhất trí cao với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị thẩm tra. Phát biểu tại hội nghị thẩm tra, đồng chí trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thời gian qua công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế như cán bộ công chức viên chức đi đào tạo việc khảo sát xác định nhu cầu đề xuất kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chưa gắn với thực tiễn chưa phù hợp với vị trí việc làm và chức danh quy hoạch từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế nêu trên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh cần khắc phục, đó là tăng cường đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, tạo điều kiện để cán bộ công chức viên chức tham gia học tập đầy đủ, khắc phục tình trạng bỏ giờ, bỏ buổi vì lý do công tác. Hoàng Tranh thủ nghỉ để giải quyết công việc tại cơ quan đơn vị. Các cơ quan đơn vị được giao mở các lớp đào tạo bồi dưỡng triển khai ngay quy trình thủ tục để mở lớp đào tạo, đảm bảo theo tiến độ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Khi mở lớp cho đối tượng cán bộ công chức viên chức thuộc cấp mình quản lý phải báo cáo Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trước khi tổ chức thực hiện. Qua một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm tập trung cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tập trung cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Trong đó đã thực hiện rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực môi trường rút ngắn thời gian thủ tục hành chính giảm từ 10 đến 30%. Các sở ngành thường xuyên giả soát kịp thời trình công bố công khai danh mục và nội dung thủ tục hành chính, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo các quy định mới, tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện. Hiện tại ở các khu chợ cửa hàng trên các tuyến phố ở thành phố Sơn La đã tràn ngập các loài hoa khoe sắc, tạo nên không khí sôi động nhộn nhịp Tết đang đến rất gần. Kinh doanh mặt hàng hoa Tết đã 10 năm, nhưng năm nay gia đình chị Tính cũng có nhiều thay đổi trong phương thức bán hàng để phù hợp với nhu cầu của khách. Với hình thức bán hàng online qua mạng xã hội, mỗi ngày chị Tính cũng bán được 4 đến 5 đơn hàng, chủ yếu là các loài hoa trồng ban công hoặc hoa để bàn bởi phòng khách như cúc, hải đường, đồng tiền. Giá những loài hoa này cũng không quá cao, giao động từ 100 đến 400 nghìn đồng. Năm nay ý, thị trường thị trường hoa của cửa hàng nhà tôi ý, thì nói chung là vẫn rất là đa dạng rất nhiều các mặt loại hoa. Thế nhưng mà do dịch Covid năm nên là bán chậm hơn. Thế như cửa hàng chúng tôi thì vẫn là bán hàng hình thức trên online này, nhận ship hàng đến tận nhà thế cho nên là khách rất yên tâm về không phải đi lại nhiều. Lan hồ điệp vẫn là loài hoa được nhiều người dân ưa chuộng bày biện trong nhà mỗi dịp Tết đến xuân về. Với đa dạng màu sắc kích cỡ, những chậu lan hồ điệp cỡ to đã được bày bán tại các cửa hàng với cách bài trí sang trọng đẹp mắt. Giá bán của một chậu lan hồ điệp dao động từ 3 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Năm nào thì chúng tôi cũng bán hoa lan hồ điệp vào cái dịp Tết này vì là hoa lan hồ điệp này thì nó cũng tượng trưng cho sự phú quý này, giàu sang này mang lại tài lộc cho chủ nhà với lại nhất là khi tết đến mà nhìn thấy cái có trong nhà có một bình lan hồ điệp ý thì nhìn nó thấy cái sắc khí tết nó, nó rộn ràng hơn Dù ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh, nhưng trong trạng thái bình thường mới, khi Tết cận kề, hoa vẫn là mặt hàng mọi người lưu tâm, lựa chọn để tạo không khí Tết về. Năm nay thì tôi cũng muốn chọn những cái loài hoa rực rỡ ấy để mang may mắn và tài lộc đến cho gia đình. Những sắc hoa rực rỡ đan xen giữa tiết trời xe lạnh khiến mỗi chúng ta có cảm giác ấm áp, thân quen. Mỗi dịp Tết đến xuân về và những ước vọng về một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui, sung túc, may mắn đến với mọi nhà. Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sơn La có thêm 64 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên 2.423 ca. Như vậy, tính từ ngày 5 tháng 10 đến 7 giờ sáng nay, toàn tỉnh có 1.600 ca đã khỏi bệnh, 827 ca hiện đang điều trị, 2 ca tử vong. Phú Yên và Mường La đang dẫn đầu số ca mắc trên 400 ca, tiếp đến là Mộc Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La với số ca mắc trên 300 ca đến dưới 400 ca. Thuận Châu, Sông Mã trên 100 ca, Vân Hồ, Yên Châu, Bắc Yên, Quỳnh Nhai trên 20 ca đến 90 ca, sốp cục 3 ca. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên được gần 1 triệu 500 000 mũi, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 101,4%, tiêm mũi 2 tăng lên đạt 89,6%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm được trên 246.200 mũi, trong đó mũi 1 đạt 101%, mũi 2 đạt gần 79%. Toàn tỉnh hiện có trên 12.666 người đang được cách ly theo dõi sức khỏe phòng dịch. Sáng ngày 16 tháng 1, Công an huyện Yên Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Công an huyện Yên Châu đã tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong năm, đã tiếp nhận giải quyết xử lý trên 81% tin báo tố giác tội phạm, bắt vận động một đối tượng truy nã ra đầu thú, thu lý 92 vụ 142 bị can. Hoàn thành giai đoạn 1 trong thực hiện thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân đạt trên 90%. Cùng với đó, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục củng cố kiện toàn 1.292 nhóm liên gia tự quản, 182 tổ an ninh nhân dân tại các xã, thị trấn, xây dựng mô hình quản lý giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn xã Sạp Vạt thực hiện có hiệu quả quyết liệt công tác chính quy hóa lực lượng công an xã tại 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn. Triển khai nhiệm vụ năm 2022, công an huyện Yên Châu tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện các văn bản nghị quyết chỉ thị của cấp trên, triển khai đồng bộ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý dứt điểm kịp thời các vụ việc, không để hình thành các điểm nóng phức tạp tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa hanh khô, bảo vệ Tết Nguyên đán nhâm dần, các sự kiện lớn của đất nước của tỉnh trong năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 03 năm 2022 tới các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương, nhất là Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ, đồng thời không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép tại các địa phương trong dịp Tết triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mùa hanh khô. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa lũ năm 2022, bảo vệ Tết Nguyên đán nhâm dần và các sự kiện quan trọng của đất nước của tỉnh. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp, cụm dân cư coi trọng xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm bốn tại chỗ. Trong ngày 16 tháng 1, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng. Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ 1.1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều 16 tháng 1, trên quốc lộ 6, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 14B-02640 do ông Trần Minh Quân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội-Sơn La khi đi đến km 196 220t do trời mưa đường trơn không làm chủ tốc độ đã tự đâm vào hộ lan tôn sóng cú đâm khiến xe ô tô bị hư hỏng hộ lan tôn sóng bị hỏng 20m rất may không có thiệt hại về người. Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, xe ô tô mang biển kiểm soát 26A02250 lưu thông theo hướng Sơn La Hà Nội, đi đến km 208 450 thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 26N107963 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm khiến người điều khiển xe mô tô bị thương, hai phương tiện bị hư hỏng. Khoảng 10 phút sau đó, tại km 207, cộng 550, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88K0711 đang lưu thông theo hướng Hà Nội-Sơn La. Khi đến lý trình trên, do không làm chủ tốc độ, đã tự lật nghiêng ra đường. Hậu quả xe ô tô bị hư hỏng, may mắn không có ai bị thương. Tiếp đó vào lúc 16 giờ 30 phút tại km 208 cộng 450, xe ô tô con mang biển kiểm soát 89C22495 khi đang lưu thông theo hướng Hà Nội Sơn La cũng tự đâm vào tà luy dương khiến xe bị lật ngửa và hư hỏng, không có thiệt hại về người. Đến khoảng 17 giờ tại km 208 910 tiếp tục xảy ra vụ xe ô tô con biển kiểm soát 26C 10532 đang lưu thông theo hướng Sơn La Hà Nội cũng bất ngờ tự đâm vào tà luy dương khiến xe bị lật nghiêng, hậu quả xe ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được nhận định có thể do trời mưa, đường trơn, quốc lộ 6 rất nhiều đoạn đường cong cua gấp khúc nguy hiểm. Người điều khiển phương tiện đi nhanh, không làm chủ tốc độ nên tai nạn xảy ra. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn nêu trên. Thông tin trên đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 17 tháng 1, trời chuyển rét đậm, vùng núi cao rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá, độ ẩm 80 đến 99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 15 đến 16 độ. Thành phố Sơn La 13 đến 15 độ. Mường La 17 đến 18 độ. Mai Sơn 12 đến 14 độ. Yên Châu 14 đến 18 độ. Sông Mã 16 đến 18 độ. Bắc Yên 12 đến 14 độ. Phú Yên 15 đến 17 độ. Mộc Châu 9 đến 11 độ. Sóc Cộp 16 đến 18 độ. Vân Hồ 8 đến 11 độ. Thuận Châu 15 đến 16 độ.